Xin chào bạn, tôi Tú. Thì video trước chúng ta mới vừa tìm hiểu cái phần độ rộng của cái width như hai nè bạn. Rồi, thì tôi nhắc sơ lại kiến thức cũ bạn ha. Là một cái đối tượng khi mà trong HTML thì bạn phải biết rằng nó bao gồm 4 phần. Thứ nhất là cái phần content, nó nghĩa là cái phần chữ. Rồi, tiếp thế là cái phần mà cái đường viền bên ngoài là border. Còn cái khoảng cách mà giữa cái đường viền là bạn, đường viền là border nè. Với cái content là cái chữ bên trong đó, người ta gọi là padding, là cái vùng đệm. Ok ha. Rồi, còn cái margin này là cái khoảng cách giữa hai chữ, giữa hai cái chữ gần nhau thì nó sẽ có cái khoảng hở đó, như là bạn hay gọi là khoảng trắng đó, thì đó là cái gọi là margin, là cái chiều lề, là cái ngoài cùng là. Ok ha, bạn phải phân biệt cho tôi rõ bốn cái. Rồi, content là cái chữ. Rồi, border là cái viền, khung viền bên ngoài. Cái padding là cái vùng đệm, cái khoảng cách giữa hai cái nội dung này. Rồi, còn cái margin là cái khoảng lề giữa hai chữ. Ok ha. Rồi, thì khi mà các bạn đã học xong cái video trước rồi, tôi nói về cách chúng ta sử dụng cái gì bạn? Sử dụng hai cái lệnh mà chỉnh cái độ width với cái độ height các bạn. Đây nè. Thì cái lệnh mà khi chúng ta sử dụng cái width này á, thì là cái gì bạn nhìn kỹ trên màn hình, nó vẽ cái chấm chấm màu xanh dương nè. Thì cái width này thực chất á, nó chỉ là cái chiều dài của cái content thôi. Content là cái chữ bên trong thôi bạn. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến kích thước của một đối tượng á, là một phần tử á, trong HTML các bạn, thì nó không phải là cái content đâu bạn. Nó bao gồm luôn là từ cái border nè, từ cái xin lỗi, từ cái border này trở vào trong. Nghĩa là bao gồm ba đối tượng, là một là cái border, rồi sau đó là này tôi vẽ thử nè, một là cái border, rồi sau đó là cái phần padding, rồi sau đó là tới cái phần content. Thấy không? Nghe, kích thước của một phần tử là nó phải dài từ bên trái qua tới bên phải này luôn đó. Nhưng mà trong khi chúng ta đã học là cái phần mà cái câu lệnh quit quit đó bạn, hay là hay á, là nó chỉ là bao gồm cái nội dung của cái content là chữ bên trong thôi. Thấy không? Chữ bên trong thôi, từ đây qua đây thôi đó. Rồi, thì cái vấn đề đặt ra là sau này khi mà thiết kế web á, đôi lúc chúng ta sẽ biết được một cái khoảng trống nào đó. Như chúng ta sẽ biết được cái khoảng trống, ví dụ như cái chỗ này, tôi đi lấy ví dụ ha. Dù ta biết được cái khoảng trống ở chỗ này. Nó là ví dụ như là chiều ngang là 200 pixel, pixel. Tôi lấy ví dụ ha, hoặc là chiều cao là 600 pixel. Ví dụ vậy. Rồi, thì làm sao mà chúng ta định dạng được một cái nội dung nào đó trong HTML nó cho nó vừa cái khung này bạn. Nếu như bạn nói là chúng ta sẽ nhập cái width bằng 200. Đúng không? Còn cái độ rộng bạn cho nó bằng 600, đúng không? Rộng là chữ 2 đó. Rồi, thì bạn nói là nó vừa cái này là sai ha. Tại sao vậy? Tại vì khi mà bạn nhập cái câu lệnh quyết với 2 đó, là 600 là cái chiều cao ha. Rồi, thì cái đó chỉ là cái gì bạn? Chỉ là cái content bên trong cái chữ thôi. Còn còn có nó phải bạn phải tính trừ thêm cái phần padding với cái phần khung viền bên ngoài đó. Nó mới là bằng 600. Lưu ý ha. Cho nên để cho một cái nội dung HTML đó mà chúng ta có cái kích thước sẵn trước gì nè, mà bạn sử dụng câu lệnh quit với câu lệnh hai là không hợp lý. Bạn muốn hợp lý là bạn phải tính lại, ví dụ như là cái chiều cao là 600 đúng không? Thì bạn lấy 600 nè. Bạn trừ cho gì? Trừ cho cái đường viền trên dưới nè, đường viền trên dưới. Đó. Như là cái đường viền trừ cho cái phần mà đường viền nè. Đường viền bạn nhân cho hai lên. Bạn có kích thước của một cái đường viền á, sau đó bạn nhân cho hai lên. Ví dụ tôi ghi cái này là cái chữ viền ha. Rồi tôi đang dùng chuột, tôi ghi nên nó hơi xấu tí, đường viền là bạn nhân cho hai lên. Rồi, sau đó bạn trừ cho gì bạn? Trừ cho cái phần vùng đệm từ đây vô đây này bạn gọi là vùng đệm. Rồi thì bạn trừ cho cái vùng đệm á, là nhân hai lên, tại vì trên dưới. Rồi thì bạn trừ cho cái vùng đệm là nhân hai lên rồi á, thì cái kích thước còn lại mới là cái gì bạn? Mới là kích thước của cái chiều cao của cái thằng thằng content bên trong, là từ đây tới đây. Nó mới là đây là mới là kết quả của chúng ta nè, là chúng ta mới nhập ở đây cái chữ hay chữ hai á, là cái kết quả là bằng cái này nè, chứ không phải là bằng cái số 600 đâu. Bạn thấy chưa? Thì chúng ta làm vậy thì nó sẽ mất công. Thì từ đó thì cái video hôm nay chúng ta sẽ học một cái lệnh mới. Lưu ý cho kỹ ha, là tóm lại gọn lại là chúng ta đã biết được là cái câu lệnh quit này là chỉ là chỉnh cái độ rộng cho cái thằng nào thôi, thằng content bên trong đây thôi. Đó, chứ không phải là nguyên cái từ border bên đây qua đây là không phải ha. Rồi, đây là cái lệnh hai nè bạn, nó là quit đi, lệnh hai nó tương tự như thôi, tại vì tôi nè, tôi lấy một cái thôi, lệnh quit là chiều rộng, còn hai là chiều cao. Đó. Thấy chưa, lệnh hai nó cũng chỉ là cái content thôi bạn. Content là nội dung từ đây xuống đây thôi nè. Chứ nó không phải là từ ở trên đỉnh đây. Chứ không phải, xin lỗi, không phải là từ trên đỉnh như đây, từ trên đỉnh của cái border là xuống dưới đây là không phải ha, nó chỉ là cái content chữ bên trong đây thôi. Ok. Nên cái này nó rất là bất tiện trong trường hợp mà tôi mới vừa nói các bạn là có một cái khung nào đó. Một cái khung nào đó tại người ta cho chúng ta trước cái kích thước, ví dụ như một cái banner quảng cáo nào đó ví dụ vậy, mà bạn làm cái này á, thì nó sẽ bị thiếu. Thiếu gì bạn? Thiếu cái phần padding là cái vùng đệm, mà thiếu cái đường viền đó. Đó. Cho nên đó thì video hôm nay chúng ta rất giải quyết được cái trường hợp đó rất là đơn giản các bạn, bằng một cái câu lệnh thôi. Câu lệnh là gì ta? Đây cái bài này bài 22 nè. Câu lệnh có tên là boxing, nghĩa là cái hộp chỉnh cái hộp kích thước các bạn. Đây. Thì cái hộp kích thước này thì nó là
có hai giá trị thôi bạn, nhập chiều rộng chiều cao thôi. Nhưng mà được cái là cái chiều rộng chiều cao chúng ta mới vừa nhập á, nó chính là chiều rộng chiều cao của cái phần tử bên ngoài này luôn nè, từ bên đây qua tới đây luôn. Nó khác chứ cái nãy ta mới đi học ha. Cái quýt với hai mà ta mới đi học nãy thì nó chỉ là cái content nhỏ nhỏ bên trong đây thôi, chiều rộng chiều cao của cái hộp nhỏ bên trong này thôi nè, hộp nhỏ này bên trong này thôi. Đó, còn cái hộp bên ngoài là cái video cái video hôm nay chúng ta học nè, có tên là câu lệnh, nó là book, là cái hộp á, gạch cái sale là cái kích thước của cái hộp. Ok ha. Rồi. Nó chỉ có hai phần nội dung thôi bạn nè, box cấu trúc của câu lệnh này là box sale hai chấm value. Cái value đó là mà có hai thì chọn cho chúng ta, một là cái content box, nghĩa là cái phần bên trong á, cái hộp nhỏ bên trong nè, content box là cái hộp nhỏ bên trong nè. Đó. Còn cái tùy chọn thứ hai là border box, là cái hộp bự bên ngoài nè, hộp bên ngoài tao vẽ cái màu khác ha, màu xanh dương đi. Đó, thấy chưa? Thì cái hộp màu đỏ là cái tùy chọn là content content book, còn cái hộp bự bên ngoài là tùy chọn là border book. Vậy thôi. Ok ha, dễ ha, rất dễ ha. Thì quay lại cái trường hợp giả sử như bạn có một cái trên website, bạn đặt một cái chỗ nào đó, bạn để cái banner quảng cáo hay là một cái cần một cái gì đó mà chúng ta biết trước được cái phần kích thước độ rộng độ cao của nó thì sao? Thì bạn chỉ cần nhập cho tôi là cái box in này nè, hai chấm gì, hai chấm nhập cho tôi là cái border box này. Vậy là xong. Nghĩa là kích thước mà sau này chúng ta nhập cái chữ quýt với chữ hai á chính là cái kích thước của cái thằng này luôn, chính là kích thước của cái này nè bạn, cái đường viền luôn, từ cái đường viền dấu vào trong chứ không còn là cái content bên trong đây nữa. Ok ha. Nè, là bạn đọc cái hướng dẫn của người ta nè, cái này nó đơn giản nè bạn, nhưng mà sau này nó quan trọng lắm, sau này các bạn dùng nhiều lắm. Nè, đọc lại nè, cái giá trị mà content box đó là nó tính nội dung chỉ là cái chiều rộng của nội dung phần tử thôi, nghĩa là nội dung content bên trong đây. Rồi còn khi bạn để chữ border box á thì cái chiều rộng chiều cao được thiết lập tính là chiều rộng của nguyên cả phần tử luôn nè, nguyên cả phần tử luôn chứ không chỉ là cái content bên trong đâu, nguyên cả phần tử là bao gồm content, bao gồm padding nè, bao gồm border luôn. Ok ha. Rồi nó lấy ví dụ cho các bạn hiểu thôi chứ không gì, nó giải thích cho các bạn hiểu thôi chứ không gì. Ok rồi, hôm nay nó tương đối là ngắn tại nó dễ hiểu. Bạn chỉ nhớ cho tôi là mặc định của cái phần mềm là khi bạn nhập vô đây cái chữ width với chữ hai thì sao, thì cái kích thước của cái đó là chỉ là cái content bên trong đây thôi. Nhưng mà khi mà bạn áp dụng một cái câu lệnh boxing này, câu lệnh boxing hai chấm này mà bạn nhập vô cái chữ là content box đây nè, nhập vô chữ content box thì sao, thì nó vẫn như cũ, nó vẫn kích thước width với hai vẫn cái này. Nhưng mà khi mà boxing này nè, bạn nhập hai chấm mà cái chữ border box, như là kích thước của cái đường viền á, thì sao, thì khi sau này bạn nhập vô đây cái chữ độ rộng width với hai á thì sẽ là cái kích thước của cái khung bự ngoài nè, chứ không còn là cái content bên trong nữa, nhớ nha. Rồi tôi lấy ví dụ nè, tôi cho cái xem ví dụ chúng ta demo nè, thấy chưa? À, đây tôi ví dụ như thế nào, tôi ví dụ là bạn kiếm cho tôi cái chỗ ghi cái chữ là border box đâu rồi, ở đây sao đấy nó không để ghi cái chữ nào, ghi box selling chứ, động box selling nè. Rồi xem ví dụ thử đây. Có chữ nào có chữ ghi cái chữ box selling không, đây nè bạn, đây trong cái phần tử div nè, nó ghi cái chữ boxing là gì, content box là cái là nhỏ bên trong này, là kích thước cái độ rộng độ cao á chính là cái phần nhỏ bên trong. Còn khi mà cái ghi cái boxing này bạn, kích thước của cái hộp là border box, thì sau đó chúng ta nhập cái width với hai này bạn, chính là kích thước thật của cái hộp luôn, nó tính từ cái đường viền bên, từ cái đường viền trở vào trong, thấy chưa? Nên bạn sẽ nhìn thấy cái hộp thứ hai nó sẽ nhỏ hơn, tại vì bây giờ cái độ rộng của cái hộp thứ hai là width với hai nè, nó là bằng chính là bằng gì bạn, cái đầu tiên là 300 nè, cái đầu tiên là 300 thì tới chính là từ đây qua đây luôn là 300 luôn nè. Đó, còn cái độ chiều cao là 150 đúng không? Thì nó chính bằng từ đây xuống đây là 150 luôn nè. Nó không sai đâu hết được luôn. Tại nó đang tính giống như nếu bạn nào học mà về kỹ thuật, về cơ khí rồi á thì người bạn hay gọi cái từ từ này, từ khóa này người ta gọi là phủ bì á. Nghĩa là nó tính lớp phủ bên ngoài luôn chứ không phải là tính nội dung bên trong, gọi là phủ bì á. Nếu bạn học cơ khí rồi những bạn về bên xây dựng sẽ hiểu ha. Nó dạng giống như là phủ bì á, nó tính từ cái đầu này qua tới đầu kia luôn. Nó là khi chúng ta sử dụng cái từ chọn là box sen nè, là hai chấm border box, nhớ cho tôi ha. Rồi còn nếu bạn không có để cái box sen này, bạn để mặc định hoặc là bạn để cái chữ là content box á thì sao bạn, thì khi bạn nhập cái width width với bạn nhập width 300 này á là nó chỉ tính từ cái content này bạn, từ content này qua bên cái content này là 300 thôi. Rồi độ cao là 150 thì nó chính cái chữ hay này là từ đây xuống đây là 150 thôi chứ không phải là cái hộp bự bên ngoài đâu.
Đó là cái mặc định của phần mềm ha, mặc định phần mềm, hoặc là khi bạn sử dụng cái cực tùy chọn là content box. Ok rồi, nên thường khi mà thiết kế thực tế thì chúng ta sẽ dùng cái tùy chọn này bạn. Đầu đầu cái của cái phần trong cái nội dung body gì đó, ta sẽ đánh cái tùy chọn này. Kích thước của khi sử dụng cái lệnh quyết với lệnh hai là box sen, nhớ nha, box sen hai chấm border box. Ok ha, để thôi cái video sau bạn xem thấy là lúc ví dụ ta dùng cái này bạn không hiểu. Rồi video này nó đơn giản như thôi. Tôi kết thúc video này đi. Tôi là Tú, nữ dẫn các bạn trên trang web là www.fantu.com. Hẹn lại các bạn.